Cầu Quang Thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 15 tháng 3. Em xin gửi đến mọi người video số 659. Một số cây cần câu gồm có chất liệu là phíp và carbon. Shop em là ở bên quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người mua hàng gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em qua số 0778873789. Mọi người mua hàng của bên em là được kiểm tra trước khi thanh toán và bên em có ship mọi miền đất nước luôn nha mọi người. Hàng của bên em là được free ship. Mọi người mua thì nhắn giùm em mã hàng kèm theo số video và ngày ra video. Đầu tiên em giới thiệu là một cái ngọn của cây cần cắm gốc. Cây này thì nó bị mất cái cắm gốc rồi, nó mất cái phần gốc, thiếu cái phần gốc nha mọi người, phần cái bát gắn vào máy nè. Cái gốc này em đo được là 21,5 ly, độ dài của nó, của cây cần này là 2m1, dài 2m1 nha mọi người. Cái này thì cũng không rõ thương hiệu, khoen của nó là dạng khoen xích biển Fuji xích, khoen cái của nó là Fuji 20. Toàn bộ là khoen Fuji xích hết. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái khoen. Và một cái đầu bu. Bu này cũng là bu chống sấn xích luôn. Đó. Cần này thì cũng cứng cao. Nhưng mà nó hơi... Nói chung là nó có cái độ đàn hồi dạng biển. Nhưng mà sao cái cần này là mọi người... Đó. Nó cũng có độ đàn hồi ha, chứ không phải là nó cứng đơ như những cái loại cần câu biển khác. Này không biết là chất liệu của nó là carbon, nhưng mà trên cái đọt của nó thì có phải là cần đặc không thì cũng không rõ nha mọi người. Đây. Cái ngọn của nó là 4,3 ly nha mọi người. Số 1 này giá 550 ngàn nha. Free ship cho mọi người luôn ạ. À. Bị thiếu cái phần gắn máy vào nha. Số 1 550. Số 2 là một cây 2 khúc. Chất liệu là carbon. Cây này là của hãng Suyumi. Bát của nó là bát Fuji FF7. Chiều dài là 2m4. Cây này là 2m4. Khoen là khoen Fuji dạ quang. Đọt tháp. Tháp đọt đặc. Đọt này là 2,3 ly. Độ cứng cây này 80 nha mọi người, có hai đọt nè, 50 80, cái đọt này là đọt 80. Đọt 2 ly 3, nặng 290 gram, dài 2m4. Số 2, bu của nó là bu xích, khoen là khoen Fuji dạ quang. Số 2 giá 470 ngàn, free ship luôn nha mọi người. Số 2. Số 3 là một cây cần lưu 2 khúc. Cây này chất liệu cũng là carbon, tay cầm là bằng mút. Bát của nó là bát hãng, khoen hãng, của hãng Marine Server, dài 7,6 feet, là 2m28. Cần Suyumi. Khoen của nó là khoen đá sứ hãng luôn. Đọt của cần là 2 ly rưỡi, nặng 170 gram, dạng carbon trơn nha mọi người. Số 3, 360 ngàn, free ship luôn. Phôi cần thì cũng còn đẹp ha, khoen hãng, bát hãng ha mọi người. Mã số 3 là 360. Mã số 4 là một cây cần ISO khoen nhỏ của hãng Suyumi, dài 5m4, đọt số 2, bát Fuji FF7, tay cầm là được quấn nhợ, tem vàng xuất Nhật, carbon vân, khoen là khoen đá sứ, đọt của cần này là 11,6 ly. Carbon vân có bị trầy xước, ở đây nó có trầy nhẹ, 380 gram. Số 4 nha mọi người, giá 450, free ship luôn.
Số 5 là một cây súp 39 của hãng BK, có bị trầy xước. Bát Fuji FF7 Power Fishing khoan Fuji. Ngọn của cần này là 2.4 ly nha mọi người, độ cứng tầm 25, cân nặng 340g. Và giá của cây cần số 5 này 500 phi ship luôn. Ở đây thì nó có hơi bị ra ten, có bị rỉ nhưng mà xài vẫn còn tốt. Số 5 500. Số 6 là một cây ISO khoan nhỏ. Bát Fuji FS6 chiều dài là 4m9. Khoan Fuji. Ngọn của cần này là 1.3 ly, nặng là 260g. 1.3 ly. Cái này trên cần nó không có để là đọt số mấy. Carbon vân. Cây số 6 này giá 450.000, chất liệu carbon. Nãy giờ em giới thiệu toàn bộ là carbon hết nha mọi người. Số 7 cũng là một cây carbon. Cây này là cây ISO khoan nhỏ. Bát Fuji FS7 dài 5m3, đọt số 3, dòng Daiwa Kela Double X. Thu gọn là 115cm, 5 lóng. Phô cần còn đẹp, trầy xước không đáng kể nha mọi người. Còn cái nắp chụp nhựa của nó luôn. Khi mà mọi người nhận hàng á, thì cái nắp chụp này mọi người lấy ra cẩn thận á. Nhiều khi đi hàng á, nó va chạm á, nó dễ bị xuất cái đầu bu ra. Nên khi mình lấy mình cẩn thận giùm em ha. Rồi cái này là khoen của nó là khoen Fuji Six, bu Six luôn nha mọi người. Đọt của cần này là 1.6 ly, cân nặng là 290g. Hai da sóng ít luôn. Carbon Kela ha. Rất là chắc chắn. Cái này về hạ cần tay thì đánh ok luôn, đánh chép rồi vô tư luôn. Ở cái phần này thì nó bị có trầy, đó có trầy. Phần này có trầy ha, còn ở bên trong này thì đẹp. Cái lóng ở trong này nó hơi trầy nhẹ nha mọi người. Rồi để cho mọi người cây này giá 1.450.000 nha. Bao ship số 7 1.450. Số 8 là một cây cần Daiwa 2 da Sun X Daiwa Liberty Loop Sup, dài 3m6, độ cứng 20, Make in Việt Nam, Việt Nam xuất Nhật. Bát Fuji FS7. Bát Fuji, cái này chắc là size này tầm FS7. Khoan Fuji luôn. Dạng súp lở như thế này. Đọt của cần này là 2.3 ly, nặng 330g. Phơi bên trong cũng còn đẹp. Cây này cây số 8, giá 700. Cây số 9 là một cây đai hoa lở. Cây này của Trung Quốc sản xuất, trầy xước nhiều, dài 3m3, độ cứng 20, short swings, có trầy xước nhiều, chất liệu carbon. Bát Fuji FS6, ở phần này có trầy xước luôn nha mọi người. Khoan là khoan Fuji. Ngọn của cần 2.3 ly, nặng 300g. Có bị trầy xước nhiều nha mọi người. Cây số 9 giá 300. Hơi bị trầy xước, để giá đẹp cho mọi người luôn. Số 10 cũng là một cây carbon súp, dài 4m5. Bát Fuji FS7, dài là 4m5, đọt là 2.4 ly, độ cứng 25, Sublender Sera. Thiết kế và sản xuất là của hãng Sera, khoan là khoan Fuji. Đọt là 2.4 ly, cứng 25. Cân nặng của cần này là 440g.
rồi, cây này là cây số 10 giá 580.000. Số 11 cũng là một cây carbon Carophorus. Bát là bát Habo, dài là 5m4, đọt 1.5, carbon trơn, khoen hãng, bát hãng. Ngọn của cần 1 ly 2, nặng 280g, đọt 1.5, đọt 1.5. Còn đo được là 1,2 ly nha mọi người. Cây này số 11. Carbon trơn như thế này, ngoại hình thì cũng còn ok. Giá 350 thôi ạ, số 11. 12 cũng là một cây carbon trơn. ISO dài 5m4, đọt 1.5. T game. Bát là Zinbo S6. Khoen này là khoen hãng, bát hãng, cái đọt này nó có sơn. Ngọn của cần này là 1 ly nặng 230g. Đọt sơn. Carbon. Khoen bát nó là khoen bát hãng nha mọi người. Số 12 nè mọi người. Giá của nó là 350.000 ha, bao ship số 12. Rồi từ số 13 trở đi thì em sẽ giới thiệu đến mọi người một số cây ship nha. Số 13 là một cây cần tay ráp hút, tay cầm ở đây là quấn mây. Vân giả trúc như thế này, còn cái nắp chụp cho mọi người luôn. Cái này thì nó có là 4 lóng. Đọt nó 0.8 ly, cân nặng 100g, số 13. Giá là 240.000 phi ship số 13. Dài là 36, nặng có 100g. Số 13 240. Phi ship luôn nha mọi người. Phôi cần còn bóng đẹp. Độ cứng thì tầm 2H thôi nha mọi người. Cần ráp khúc này nó cũng yếu thôi, mình câu cảm giác rồi câu giải trí cho vui thôi chứ còn yếu ha. Còn nắp đầy đủ luôn. Mình sẽ kiếm cái bao bỏ vào cho mọi người nha. Số 13. Số 14 là cây cần 2 khúc phíp, dài 2m4, tay cầm ở đây là bằng mút. Bát Fuji của Trung Quốc sản xuất, độ cứng 50. Tải của nó là tầm 30 cho tới 20. Em xin lỗi nha, cái này là độ cứng nha, độ cứng 30-50. 2 khúc khoen Fuji, cần còn đẹp. Ngọn là 3 ly nặng 260g, cây số 14 ạ. Giá 350.000. Cây số 15 là một cây cần biển, cần này là dạng khoen rồng rọc, tay cầm ở đây là bằng gỗ, bát vặn, dài 2m1 của Daiwa, hàng nội địa Nhật. Cái khoen đề ba của nó là dạng khoen như thế này, còn lại các khoen như là khoen rồng rọc, bu rồng rọc luôn. Trầy xước cũng có nhưng mà không đáng kể. Đọt nó tới 5 ly 6 mọi người. Cái này khóa là bạo lực, cân nặng là 580g, dài 2m1, mã số 15, giá là 320.000. Mã 16 là một cây Hechi Fit, dài 1m8 của hãng TFC, bát Fuji FS6, khoen là khoen Fuji đá sứ. Một đọt là tháp, đọt tháp trắng này là độ cứng là 10-15, đọt 1 ly 4. Còn đọt xanh này là đọt không có tháp, độ cứng là 15-30, đọt 1 ly 8, nặng 130g. Số 16 à mọi người. Giá là 300.000 ạ. Số 17 là một cây ba khúc lăng xê, cây này câu bạc bãi. Tay cầm ở đây là bằng nhựa, dài 3m9, bát của nó là bát Fuji FS7. Khoen cái lông gốc của nó là không có khoen, cần Amazon Olympic, dài 3m9. Lông giữa nó có một cái khoen đề ba, và cái ngọn nó thì khoen nó là khoen vàng như thế này, có 32 khoen bu vàng. Đọt của cần này là 3,8 ly, cân nặng là 580g, số 17, dài 3m9, giá 400. Free ship, ngoại hình còn đẹp. Đó là số 17, tiếp theo là số 18 đi ạ, à, là một cặp cần. Cặp này là em bán lỗi khoen, về mọi người có thể xả cần tay để mình xài cần tay nha. Một cặp như thế này có 250 thôi, gồm một cây là 4m8 và một cây 4m5.
Cây 4m8 này thì nó còn cái bát Fuji. Mọi người về thích thì để, không thì mình có thể tháo cái bát ra ha. Khoen của nó là khoen nhựa. Khoen nhựa này thì nó cũng hư hết khoen rồi. Khoen ở đây thì em không có bao khoen nha mọi người. Em chỉ bán là về mình xả cần tay thôi nha. Hoặc là về mọi người có khoen thì mình gắn vào để mình coi xô cũng được. Đọt cây này là 1 ly 8, dài 4m8, đọt 1 ly 8. Chất liệu là phít nha mọi người. Đó, trầy xước cũng không đáng kể ha. Cân nặng là 360g. Và cây này cũng còn cái bát Fuji FS6 dài 4m5. Khoen của nó thì nó cũng bể hết rồi, khoen nhựa. Em cũng không có bán cái khoen này cho mọi người ha. Nói chung là bán cây cần thôi. Hai cây này là 250 phi ship ha. Đọt 2 ly, nặng 300g. Nha mọi người, cặp này 250 bao ship luôn nha. 18. 19 là một cặp nữa. Cặp này là 5m4 và 6m3. 5m4 là cây này. Bát Fuji FS7 dài 5m4. Kingston. Khoen này là nó cũng bị hư khoen, khoen nhựa hư khoen. Đọt 1 ly 9 nặng 430g. Và cây này là 6m3. Dân Holiday Bát Fuji FS7 ạ. Khoen này là khoen đá sứ, có bị khoen nó bể hết rồi mọi người. À, cái đọt ở đây thì cái chỗ này là nó bị muốn gãy rồi. Về mọi người hạ xuống bớt giùm em nha. Đó, cái đọt chỗ này nó gãy rồi. Hạ bớt xuống ha. Đó, hạ xuống đây. Mình hạ tay mà. Rồi cái này là dài 6m3, cái này chắc còn khoảng 6m nữa hả? 6m25. Đọt là 2 ly 2 nặng 580g. Cặp số 19 270.000 nha mọi người, free ship ha. Cặp này 270 19. 20 là một cây 2m4 turbo bát vặn. Tay cầm ở đây là bằng dạng cao su mọi người. Khoen ở đây là khoen đá sứ ha. Đọt của nó là dạng đọt đặc nè. Đọt là 1 ly 9 nặng 320g. Thu gọn 58cm, số 20 giá là 200. Số 21 là một cây mini thu gọn 56cm. Tay cầm ở đây là bằng mút, bát là bát vặn, khoen là khoen Fuji đá sứ. Khoen đá sứ. Đọt đặc 1 ly 9, cứng tầm 20, nặng 180g. Số 21 200. Đây thì nó dán cái keo thôi, mình lột nó ra ha. Cái này 200 phi ship luôn nha mọi người. Cây số 21. 22 là một cây cần, một cây cán vợt. Hàng nội địa Nhật, dài 3m2. Cái này là cán vợt. Ren này là ren 12. Đầu ở đây thì nó là 25,5 ly. Cái đọt ở đây là 25,5. Dạng như chế từ cây cần tay này mọi người. Ren 12 ly, gốc 37 ly. Cây số 22, cây cán vợt này giá 200. Rồi mọi người mua hàng thì gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em nha. Em xin chào và cảm ơn tất cả mọi người ạ.